Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là sản phẩm con chó của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. 3 Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ công bố sản phẩm sĩ quan đẹp da nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ công bố phần sản phẩm cá ngựa này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Mình sẽ công bố sản phẩm cáo con nha.
Như vậy là sản phẩm cá ngựa của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Đây sản phẩm sĩ quan đẹp trai của mình cũng đã kết thúc. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm thỏ đen nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm gấu túi treo cây nha. Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm cá cảnh nha. Vậy là sản phẩm gấu túi treo cây của mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm thỏ đi ăn của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm cá cảnh của mình kết thúc nha. Mình xin chào tất cả các bạn.
Hello, xin chào.